Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án sơ thẩm đối với 14 vị cáo trong vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hại hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Nhật Cường. Đáng chú ý, Hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Công an khẩn trương truy bắt Tổng Giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy và điều tra hai tiệm vàng làm trung gian thanh toán 2.500 tỷ đồng ra nước ngoài. Theo hồ sơ vụ án, thông qua lời khai của bị can Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Nhật Cường và phần mềm ERP, dữ liệu điện tử bí mật của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua hai tiệm vàng để chuyển hàng ngàn tỷ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển. Cụ thể, hai tiệm vàng nêu trên là Lộc Phát ở số 65 phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do Nguyễn Thị Thanh L làm chủ và tiệm vàng Thuận Phát số 9A phố Hàng Dầu, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm do Bùi Thanh Phở điều hành. Theo đó, tiệm vàng Lộc Phát chuyển 1.729 tỷ đồng, tiền mặt là 1.121 tỷ đồng, số tiền còn lại chuyển khoản 21 tài khoản vào 12 cá nhân. Tiệm vàng Thuận Phát chuyển 795 tỷ đồng, chi tiền mặt là 487 tỷ đồng, số còn lại chuyển vào 14 tài khoản của 8 cá nhân. Trong quá trình điều tra, hai chủ cửa hàng nêu trên khai tài khoản có nhận tiền Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, hai người chủ của hai tiệm vàng chỉ khai nhận việc chuyển tiền cho Công ty Nhật Cường để gửi cho khách hàng trong nước, còn không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào, không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài. Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra và xử lý sau. Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến tháng 5 năm 2019, Nhật Cường mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm là điện thoại iPhone, máy tính bảng của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc. Công ty này không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài của Nhật Cường không có hóa đơn. Viện kiểm sát đánh giá đây là đường dây buôn lậu chặt chẽ, tinh vi. Số thuế nộp hàng năm của Nhật Cường rất nhỏ, thậm chí có những năm báo cáo lỗ. Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án nên nhờ một điều tra viên Bộ Công an nắm thông tin về hướng điều tra. Ông Chung sau đó nhận 6 tài liệu mật về vụ án nên tháng 12 năm 2020 bị phạt 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Trong bản án tuyên chiều ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội phạt Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Nhật Cường 13 năm tù, Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng 9 năm tù, Nông Văn Lư, nhân viên 7 năm, Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng F của Nhật Cường 6 năm, Bùi Quốc Việt, nhân viên 5 năm, Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc 6 năm, Lê Hoài Phương, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu 4 năm, Ngô Tấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Thanh Sơn 5 năm, 4 lao động tự do, Nguyễn Bảo Trung bị phạt 8 năm, Ngô Đức Tùng 6 năm, Phạm Văn Hiệp 7 năm và Đỗ Văn Dũng 4 năm. 12 bị cáo bị xác định phạm tội buôn lậu. Trước đó, trong hơn 2 ngày xét xử, 9 bị cáo từng là lãnh đạo, nhân viên tại Công ty Nhật Cường đều thừa nhận hành vi nhưng cho rằng làm theo chỉ đạo của ông Bùi Quang Huy. Họ nói chỉ là những người làm công ăn lương, không được chia bất kỳ lợi nhuận nào từ việc buôn lậu. Vắng người có vai trò chủ mưu, cầm đầu là ông chủ Bùi Quang Huy chưa truy bắt được nên nhiều vấn đề liên quan chưa được làm rõ tại phiên tòa, như chuyển tiền ra nước ngoài thông qua hai tiệm vàng như thế nào, hàng nhập lậu lọt qua cửa khẩu, hải quan sân bay ra sao, vì sao nhiều năm hoạt động mà không bị phát hiện.